Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Xì biết hôm nay vừa nhất bác khiến fan lo lắng Chiều lời dịn được khen hết lời Đầu năm đầu tháng vừa nhất bác khiến fan lo sốt vó Vì đôi chân chẳng chịt vết thương Chuyện gì đây? Người hâm mộ xôn xao trước hình ảnh đôi chân không lành lặn của vừa nhất bác Mới đây, cộng đồng người hâm mộ với Nhất Bác đã vô cùng xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh nam ca sĩ khi ngồi tại một hàng ghế chờ. Đang chú ý với Nhất Bác diện chiếc quần ngắn để lộ đôi chân chành chịt những vết bẩm, vết xước khiến người không khỏi xót xa. Với Nhất Bác vốn là một ca sĩ trình diện, thường xuyên sử dụng những động tác phù đạo đòi hỏi sức mạnh và sự nguy hiểm, thế nên cường độ tập luyện cũng rất cao. Việc đôi chân với Nhất Bác đầy rậy những vết thương có lẽ là do sự cố trong lúc tập luyện để mang đến những phần trình diện chỉnh chú nhất có thể. Tuy nhiên, đoạn clip này có vẻ như đã được quay khá lâu nhưng vừa mới được tài khoản này đăng lại. Nhưng điều đó cũng không quan trọng vì vốn dĩ với Nhất Bác là một nghệ sĩ chăm chỉ, nghiêm túc nên chắc chắn ở mọi thời điểm trên cơ thể anh sẽ luôn có những dấu tích từ các lần tập luyện để lại. Thời điểm hiện tại, với Nhất Bác có thể được xem là một trong những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu số biết hoa ngữ. Sau vai diện làm phong cơ trong băng tần tiên hiệp Trần Tình Lệnh năm 2019, tên tuổi của Vương Nhất Bác một bước phủ sóng rộng khắp. Bên cạnh diễn xuất, sự nghiệp âm nhạc của Vương Nhất Bác cũng rất thành công với nhiều dự án concert chất lượng. Chỉ bằng một thao tác nhỏ, Triều Lệ Dịnh đã thay đổi mút của bức ảnh hoàn toàn. Nhờ chiêu đơn giản này mà những bức ảnh của Triều Lệ Dịnh nghệ hơn đó phụ kiện như gia vị cho món ăn, muốn đậm đà thăng hoa thì nhất định phải thêm vào. Đối với các minh tinh, diện mạo của họ mỗi khi dạo bước trên thảm đỏ, dù ngắn ngủi nhưng không thể thiếu những món trang sức sang trọng và đẳng cấp. Phổ biến nhất là trang sức đính kim cương, các loại đá quý được chạm khắc tinh xảo. Thông thường, trang sức các minh tinh đeo khi đi thảm đỏ từng được các thương hiệu tài trợ. Vậy nên họ còn có nhiệm vụ làm sao tôn lên sản phẩm và tinh thần của thương hiệu. Với chiều lời dịnh, tuy không phải lúc nào cũng xuất thần nhưng nữ diễn viên vẫn có cách riêng để bản thân luôn nổi bật. Mỹ nhân có một cách tạo dáng với nhận rất khéo, luôn tôn được sản phẩm mà còn góp phần tạo nên những bức ảnh đất nghệ. Chiêu thức chiều lời dịn áp dụng cùng chẳng gì xa lạ hay to tát, đó là khi tạo dáng mặt nào của tay hướng vào camera thì cô sẽ xoay mặt nhận theo hướng đó. Để mặt nhận trên mu bàn tay thì ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng để ý mà xoay mặt nhận vào trong như chiều lời dịn đâu nha. Đây là một trong những bộ ảnh đẹp nhất của Triều Lê Dịnh, là ánh nắng chiếu tà tạo thành cảm xúc chín, đượm nội buồn man mát. Nữ diễn viên mặc bộ váy mong manh màu xanh dịu mắt, buông xỏa mái tóc, tay đeo nhận hình cành bướm. Nếu chỉ nhìn vào bức ảnh chiếc nhận xoay mặt vào trong, nhiều người sẽ tự nhầm cô nàng đang cầm một phụ kiện nào đó chứ không phải nhận đấy. Ở góc chụp gần được phối màu ảnh ráng chiều, cách post dáng, lấy tay che một phần mặt, bàn tay nhỏ hè ra để lộ cành bướm bên trong rất đẹp và nghệ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng đã được triều lời dịnh vận dụng phù hợp. Biết bản thân không sở hữu khí chất tranh xạ, thời trang cao cấp nên cũng không gượng ép mà tập trung vào điểm mạnh của mình là sự nhẹ nhàng, e ấp để phát huy. Chiều này chị em cũng tham khảo được đó, nhất là dịp Tết đến nay trưng diện trang sức lộng lẫy thế này. Biểu cảm gương mặt của Triều Lê Dịnh còn phải cải thiện nhiều, nhưng khả năng post dáng với trang sức của cô cũng ổn áp, tạo cảm giác tự nhiên như đang chơi đùa với sản phẩm mà không làm mất đi giá trị tinh thần của chúng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.